Hemokegon giờ đây được biết đến như một thần dược có thể giải thoát nỗi đau bệnh trĩ cho các bệnh nhân không may mắc trĩ. Sản phẩm đã được Bộ Y tế chứng nhận hiệu quả và cấp phép lưu hành. Các phương pháp điều trị bệnh trĩ từ các bài thuốc đông y cũng là liệu pháp được nhiều người bệnh lựa chọn. Đây được coi là cách chữa bệnh trĩ triệt đề nhất, không cần phẫu thuật bởi nhờ vào tính an toàn và độ hiệu quả của chính phương pháp này. Hemokegon được bào chế từ các loại thảo dược nên tuyệt đối an toàn đối với cơ thể của người bệnh hiếm gây ra các phản ứng phụ sau khi dùng thuốc. Hemokegon điều trị được căn nguyên gây ra trị, do đó mà bệnh có thể không bị tái phát, không gây đau đớn cho người bệnh và không tốn nhiều chi phí điều trị.